Xin chào mọi người, hôm nay thì mùng 10 Tết. Nói chung là em lên một cái con máy cho mọi người tham khảo ha. Con này là MacBook Pro 2015 nha mọi người. Mà được cái là cấu hình rất là cao, nó là i7 mà RAM 16 GB. Thì cấu hình nó như thế nào thì mọi người cùng em tìm hiểu ha. Cái ngoại hình nó thì em quay sơ cho mọi người xem. Con này là màn hình 13.3 inch. Màn hình nó là 2K nha mọi người. Đây, cái mặt ở trên này thì nó đẹp. Cái phần viền em quay rõ hơn, phần viền thì có cấn trầy một chút xíu thì siêu chỗ này nè mọi người ha. Đây đó, có cấn và trầy đây nè, em quay em biết thấy rõ không, đây ha, cấn trầy. Nói chung là nó cũng không có ảnh hưởng gì tới máy nhiều đâu, không có ảnh hưởng gì, nhưng mà đây quay thật là rõ, là xấu nhất của nó là đây thôi mọi người ha. Rồi, cái cấu hình bên trong thì mình tìm hiểu, mà cái giá thì cực kỳ ok luôn mọi người, em báo giá luôn ha cho hấp dẫn, chỉ có 8 triệu rưỡi thôi. Một con máy mắt màn hình 13.3 inch mà hả, mà mắt Pro nha mọi người, MacBook Pro á. Đây nè mọi người nè, tên là MacBook Pro 13 inch 2015 ha, mẫu máy 2015 nè, i7 và RAM 16 GB nha mọi người. Cái card gì đó thì em không có biết, màn hình hả hay gì thì em không có biết, tại vì em không có rành lắm. Mọi người xem ha, giữ nguyên cho mọi người xem nè mọi người nè, con này màn hình 13.3 inch, màn hình 2K, thì MacBook thì đa số nó 2K rồi, mà cấu hình cao vậy. Ổ lưu trữ là 128 GB nha mọi người. Màn hình là đẹp không tì vết. Máy máy phím rồi ok lắm nha mọi người. Hoạt động hoàn hảo, máy thì kèm sạc. Bình thường người ta bán MacBook á, thì có người thì không có sạc, nhà em là bán bất kỳ máy gì cũng kèm sạc. Mọi người yên tâm về chỉ việc về sử dụng, còn nói về là máy có zin hay không á, thì bao zin cho mọi người 100%, máy xách tay Nhật về đó, không có sửa chữa gì hết. Nhà em mới là mua máy chạy từ bên Nhật luôn, cho mọi người cứ yên tâm về chất lượng của máy ha, chỉ quan trọng là mọi người quan tâm tới cái ngoại hình và cái đời máy giá cả như thế nào thôi, giá cực kỳ tốt luôn á mọi người. Đó, một con MacBook Pro nè, 13 inch 2015, Core i7 RAM 16 SSD thì 128, mà màn hình 2K, giá chỉ có 8 triệu rưỡi thôi. Máy kèm sạc, máy là hoạt động hoàn hảo nha mọi người, pin là từ 3 tới 4 giờ luôn. Pin rất là ok, tại vì em có test pin từ 3 tới 4 giờ. Pin tầm đó ha. Nó chỉ có vấn đề là nó cứng chút xíu xíu chỗ này nè ha. Ai mà kỹ quá thì thôi bỏ qua, còn mà không quan trọng gì hết trơn, mình xài MacBook Pro để mình trải nghiệm sử dụng thì con này là quá ok luôn. Cấu hình lại ổn, làm việc rồi rất là ok nha mọi người. Các ngõ kết nối nè, full nhôm toàn bộ. Rồi, ai chốt thì inbox em ha. Cọc 1 triệu em ship code cho mọi người. Mọi người nhận máy về thì em bao test cho mọi người 1 tuần. Trong thời gian 1 tuần đó máy mà có lỗi gì em sẽ đổi máy khác cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chỉ có 8 triệu rưỡi thôi nha mọi người, giá cực kỳ ưu đãi. Cảm ơn.